chúng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào và quý vị, kính chào tất cả quý Phật tử hiện diện online. Kính thưa quý vị, Di Ma Cật Sở Thuyết là một bộ kinh chứa đựng rất nhiều diệu lý thầm thâm. Do đó cho nên chúng ta phải học bằng tất cả trí tuệ của mình, tất cả sự nỗ lực của mình thì chúng ta mới lãnh hội được. Chúng ta đi vào nội dung kinh văn tiếp theo ở trang số 163. Đó là siêu việt nhị thừa. Trong cảnh giới siêu việt nhị thừa này, chúng ta bắt đầu từ câu kinh Bồ Tát đang bệnh lại nên suy gẫm: bệnh ta không thực cũng không tự hữu, bệnh của hết thảy chúng sinh cũng không thực và không tự hữu. Tức là dùng trí tuệ của chúng ta để quán chiếu, truy tìm, thấu rõ chân tướng mà bệnh của chúng ta đang mang. Đó là do tứ đại ngũ uẩn giả hợp lại, tứ đại ngũ uẩn giả hợp lại mà thành. Nó tự thân không có, không có thực thể, không có một tự thể bất biến bên trong. Cho nên chúng ta biết nó không có tự hữu, tức là tự có. Không có tự hữu, không có tự có, bởi vì cái thân tứ đại của chúng ta là vô chủ, và sự cái nhân duyên giả hợp hình thành là thân này, đó là do nghiệp lực chiêu cảm và tạm hình thành là như vậy thôi. Khi duyên nó không đủ nữa thì nó rã rời. Do đó cho nên nó không có một tự thể bất biến độc lập, mà qua thời gian tất cả đều hủy hoại hết. Do đó cho nên chúng ta nhận thức được cái bệnh nó không có tự hữu. Và đối với người khác cũng vậy, đối với chúng sanh khác cũng vậy, cái bệnh cũng không có, không có thực và không có tự hữu. Ở đây bằng tất cả trí tuệ chúng ta quán chiếu mới thấy được chân tướng của pháp này. Bằng lý lẽ thì chúng ta có thể nhận ra được, nhưng thực chứng của nội tâm lại là một chuyện khác. Chúng ta bằng kinh nghiệm của bản thân mình, bằng kinh nghiệm của bản thân mình, đó là chúng ta tự biết cái đau đớn, mệt nhọc, khó chịu của thân mình như thế nào. Có lẽ rằng trong đời này ai cũng có một lần bệnh rồi, phải không? Và cái bệnh đó chúng ta tự quán chiếu, chúng ta nhận ra được là mình bệnh như vậy nó khổ đau như thế nào. Thì chúng ta quán chiếu sang người khác, và chúng ta từ đó có thể cảm nhận được một người bệnh họ cũng sẽ đau khổ như là chúng ta. Đó là do cái tâm từ bi mà chúng ta quán chiếu ra được. Nếu không có tâm từ bi, chắc chắn chúng ta sẽ không lãnh hội được. Bởi vì khi mình bệnh, mình biết mình bệnh, nhưng người khác bệnh nhiều khi mình vô tâm. Còn một cảnh giới xa hơn nữa, đó là chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được cái bệnh của đồng loại, tức là cùng con người với chúng ta. Thì mình bệnh, người ta bệnh, mình có thể cảm nhận được cái nỗi đau và khó chịu trong người của họ. Nhưng chúng ta khó mà cảm nhận được cái nỗi đau của khác loại. Con chim, con bò, con trâu, con nghế, con chó, con mèo, nó đau như thế nào? Chúng ta khó mà cảm nhận được. Biết nó đau, nhưng chúng ta khó mà cảm nhận được. Và nếu như có cảm nhận được, chúng ta phải dùng trí tuệ. Đây gọi là trí tuệ loại suy. Cho nên ở đây thầy nói chỗ này chắc cho chúng ta hình dung trước rồi đó. Tức là một vị A-la-hán đầu tiên
họ nhận rõ chân tướng của vạn vật vô thường, sinh lão bệnh tử khổ, và bản thân của họ đang chịu đựng cái khổ do biến hoại vô thường, do già yếu, do đau bệnh, họ thấy cái khổ đó. Và trên cái cơ sở bệnh của thân, bản thân của chúng ta có rõ ràng, và trên cơ sở này chúng ta dùng trí tuệ của mình để tư duy quán chiếu, và bằng phương pháp mà Phật dạy thì chúng ta quán chiếu tự tánh như huyễn của cơn bệnh này. Và dĩ nhiên cơn bệnh như huyễn thì tứ đại nó cũng như huyễn, chúng ta có thể trừ được tận gốc của bệnh tật. Như vậy thì trên cơ sở đó chúng ta dùng một chữ là gì, là pháp, là thánh đế, pháp trí thánh đế. Pháp trí thánh thế là sao? Tức là cái phương pháp bằng trí tuệ của bậc thánh để nhìn ra được chân tướng của bệnh tật, của vạn vật. Đó gọi là pháp trí thánh đế. Nhưng mà một vị A-la-hán, chứng quả A-la-hán ở trong cõi này, Ngài mang thân là con người, Ngài đang thọ dụng cái sáng vật của tứ đại ở trên cái vũ trụ này. Ngài làm sao Ngài có thể biết được cái khổ ở trên cõi sắc và cái khổ trên cõi vô sắc? Làm sao có thể biết được điều đó? Thì lúc bây giờ phải dùng một cái loại trí gọi là loại trừ những cái yếu tố của cõi dục, thì nó sẽ ra cái cảnh giới của sắc. Loại trừ những yếu tố của sắc, nó ra cõi vô sắc. Thì cũng như vậy, chúng ta đâu là chúng ta biết rất rõ, biết hơn ai hết. Và người con người ta đau bệnh thì chúng ta cũng nhờ cái cơ sở đau bệnh kinh nghiệm của mình mà mình cũng cảm nhận được là người đó họ đau bệnh như thế nào. Và chúng ta dùng cái trí loại cao hơn nữa, đó là loại những cái chất của con người ra, thì nó ra cái chất chẳng hạn như có một cái loại con chó nó đau chẳng hạn vậy. Thì chúng ta có thể cảm nhận là ngoài cái chất con người, nhưng mà từ cái trí tuệ chúng ta loại trừ những yếu tố khác, thì chúng ta biết ở trong đó nó cũng chứa một tâm hồn, nó cũng chứa một cái con người biết cảm thọ. Do đó cho nên chúng ta cũng cảm nhận rằng nó cũng đau đớn, nó cũng mệt mỏi, nó cũng khổ não ở trong đó. Đó gọi là gì? Là loại thanh trí. Loại thanh trí. Cho nên trong cái tứ đế nó có 8, là khổ đế và khổ loại đế. Loại thanh đế đó, tức là loại cái trí loại suy đó để nhận ra được. Như vậy thì thưa quý vị, ở đây chúng ta bệnh, chúng ta nhận ra bằng cái pháp quán chiếu tự tánh của các pháp là không, chúng ta nhận ra bệnh nó không có thực hữu, và bệnh của tất cả chúng sanh cũng không có thực, không có tự hữu. Nhưng khi quán chiếu như vậy, đối với các chúng sinh mà khởi tâm đại bi từ ái kiến thì nên xả ly ngay. Chúng ta hiểu câu này sao? Đại bi nó sinh ra từ ái kiến, nghĩa là sao? Nghĩa là một trái tim rung động trước cái nỗi khổ cực của người khác, hoặc là thấy cái nỗi đau khổ của người khác mà chúng ta xót xa không chịu nổi. Cái lòng rung động trước cái khổ đau của người khác, đó gọi là gì? Là ái kiến. Và cái tình thương nó phát ra, nó phát ra từ cái gì? Từ cái ái kiến đó, gọi là đại bi ái kiến. Nếu Bồ Tát mà thấy cái đại bi ái kiến ở trong tâm mình khởi ra thì lập tức mình phải xả bỏ. Vì sao như vậy? Vì sao? Bởi vì cái đại bi ái kiến đó là cái gì? Cái đại bi có điều kiện. Có điều kiện. Mà nó có điều kiện thì trong đó nó có chứa đựng phiền não, nó sẽ chứa đựng sự chấp thú, chứa đựng phiền não. Do đó cho nên nhìn sâu vào bản chất của đại bi ái kiến á, rất là nguy hiểm. Thành ra đừng nghĩ rằng mình thấy người ta khổ cực quá và mình làm cái việc từ bi bố thí, đó là đúng pháp. Không phải như vậy đâu. Đó là cái loại từ bi đại bi ái kiến. Tức là cái sự rung động, cái sự rung động ở trong tâm mình khi thấy cái nỗi cực nhọc, cái nỗi đó đây, cái nỗi khổ cực của người khác. Mà do vậy mình muốn làm sao cho họ bớt khổ. Cũng giống như ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong địa ngục A Tỳ, nhưng mà khi thấy quỷ dữ nó vừa ta tra tấn, nó vừa hung bạo với hai cái người bạn cùng kéo xe với Ngài,
Và Đức Phật lúc bây giờ khởi cái tâm đại bi, khởi tâm đại bi, khởi cái tâm đại bi. Nhưng mà vừa khởi tâm đại bi thì khởi tâm bồ đề, phát tâm bồ đề thì can ngăn con quý, và con quý nó lại nó giết liền lập tức. Nhưng mà Đức Phật khởi cái tâm bồ đề cho nên chấm dứt cái khổ đau ở trong địa ngục 500 kiếp. Tuy nhiên dẫu sao đi nữa đó vẫn nằm trong điều kiện của đại bi ai kiến. Nó không phải là cái tâm mà chúng ta đáng giữ lâu dài. Cẩn thận chỗ này. Ví dụ như mình giúp một người nào đó, họ khổ mình giúp, nhưng mà khi họ hết khổ rồi mình không còn giúp nữa. Tại cái điều kiện nó không còn nữa đó, thì cái tâm đại bi của mình nó sẽ mất theo. Đây là điểm cẩn thận cần phải lưu ý. Vì sao? Vì Bồ Tát đoạn trừ khích trần phiền não mà khởi đại bi. Tại cái điều kiện thấy người ta khổ đau là một điều kiện, và khởi tâm đại bi bởi vì thương xót họ, đó cũng là một loại khách trần từ bên ngoài nó đến trong tâm của chúng ta. Và do đó cho nên trong đó chắc chắn nó sẽ chứa đựng phiền não. Bi do ái kiến, tức là có tâm mệt mỏi chán chường sinh tử. Xả ly được điều đó mới không có sự mệt mỏi chán chường, để dù tái sinh ở đâu cũng không còn bị ái kiến chề lấp. Bây giờ mình cho một ví dụ. Cho ví dụ ha. Ví dụ như bây giờ chúng ta là một người bệnh tật. Bệnh này là cái bệnh trầm luân trong sanh tử. Cho nên chúng ta phát tâm tu hành cũng chẳng khác nào chúng ta muốn tự điều phục cái tâm mình, tức là tự chữa cái bệnh của mình. Thì bắt đầu chúng ta đi học y khoa. Chúng ta đi học tất cả những cái phương pháp để chữa bệnh, và ít nhất là chúng ta chữa lành cái bệnh của chính mình. Và khi cái bệnh mình lành rồi, và mình có khả năng bất nhiễm hoặc là vô nhiễm trước tất cả mọi loại bệnh. Bây giờ cái bệnh gì nó tới chúng ta biết, và không có bệnh nào xâm nhập mình được nữa, bởi vì phương pháp nào mình cũng biết cách chữa hết rồi. Và mình phòng ngừa nó, mình không đỡ cho bệnh xâm nhập vào mình nữa. Nhưng mà chúng ta nhìn ra, chúng ta thấy cái thế gian này á, chúng ta thấy những người bệnh tật thì chúng ta chán quá. Chúng ta chán ngán cái cuộc sống quá nhiều bệnh tật khổ đau. Và tại sao mà quá nhiều người bệnh quá chúng ta chán không muốn đối diện với họ? Thì cái dạng đó là sao? Như vậy thì chúng ta có thể là muốn bỏ đi, không có muốn ở chỗ đó nữa. Rồi. Nhưng mà bây giờ mình bỏ đi á, thì mình thấy nhiều người đau khổ cần mình chữa, cần mình trợ giúp. Bây giờ mình là một bác sĩ, mình không thể nào bỏ bệnh nhân được. Nhưng mà mình chán quá, mình chán bệnh tật quá đi. Như vậy trong tâm vị bác sĩ này sẽ có sự xung đột, đúng không? Sự xung đột. Và cái sự xung đột như vậy đó gọi là đại bi ai kiến. Tức là nhìn thấy người ta đau khổ do bệnh tật, mình xót xa đau khổ bởi vì bản thân mình cũng đã từng bệnh, và mình muốn cứu giúp họ nhưng mình rất là chán bởi vì bệnh quá nhiều chữa không hết, hết người này tới người khác chữa hoài không hết người bệnh, cho nên mình chán nản cái cuộc sống này. Và khi nào ở trong tâm của vị bác sĩ này hết xung đột? Khi nào? Chỉ khi nào vị bác sĩ này nghĩ rằng tất cả mọi người bệnh đó như là người thân của mình, như là người ruột rà của mình, như là con cháu của mình. Mình nghĩ như vậy đó. Mình nghĩ họ như là cái người thân của mình. Cho nên họ mà thấy họ bệnh là mình lo cứu chữa một cách tự nhiên. Mình không còn phân biệt là họ bệnh hay không bệnh gì nữa. Như vậy thì trong tâm mình sẽ hết xung đột. Hết xung đột rằng là có nên ở lại hay là có nên ra đi. Từ cái ví dụ này để chúng ta so sánh, một vị tu hạnh thanh văn khi họ giải thoát khỏi phiền não, họ ở trong cái cảnh của thiền định, hướng cái pháp lạc trong đó, họ bất nhiễm trước tất cả mọi phiền não nhiễm ô. Họ loại trừ được hết rồi, và tự nhiên họ muốn rời xa chúng sanh. Họ thấy chúng sanh trong mà nó xấu xa quá, tâm tư của nó ti tiện quá, tầm thường quá, cho nên họ muốn rời xa. Trường hợp đó là trường hợp Đức Phật vừa trách. Nhưng có những trường hợp bây giờ nói rằng mình xa nó rồi thì ai cứu giúp ở đây? Thôi mình mới nhắm mắt mở miễn cưỡng ngồi lại được cứu giúp đó. Mình nghĩ như vậy, nhưng mà
ở lại thì thấy nó bệnh, mình muốn bỏ đi, nhưng mà bỏ đi không được, bởi vì cái lòng đại bi mình muốn ở lại. Nó cứ nó lòng quằn như vậy đó. Thì đây gọi là đại bi ai kiến, là trong tâm của người nào chắc chắn bị xung đột đó. Và lúc bây giờ người này họ chỉ phát tâm, họ thấy rằng tất cả mọi chúng sanh như là con của họ sinh ra. Họ không nỡ từ bỏ nó, nó ngay dạy, nó thơ dạy, cho nên nó bệnh tật, không nỡ bỏ nó, không muốn xa rời nó. Do đó cho nên họ ở lại một cách rất tự nhiên, họ không cần phải đi đâu hết. Thành ra lúc bây giờ cái cảnh giới này là cảnh giới của Bồ Tát. Cảnh giới Bồ Tát mới làm được cái tâm đó. Hình dung được chưa? À, như vậy thì chúng ta trở lại với kinh Văn Ngân. Tức là khi Bồ Tát đang bệnh, cho nên mình suy gẫm là bệnh không có thực hữu, cũng không tự hữu. Bệnh của hết thảy chúng sinh cũng không thực và không tự hữu. Đây là cảnh giới của cá nhân, tự mình quán chiếu, tự mình thấu rõ. Rồi bước thứ hai là khi quán chiếu như vậy rồi, nhưng mà đối với các chúng sinh mà khởi tâm đại bi ai kiến, tức là thấy cái nỗi đau khổ chúng sanh á, mình thấy tội quá, thấy thương xót quá, cái đó mình phải xả ly liền. Tại vì nếu như ngược lại, chúng sanh hết khổ rồi thì mình không còn thương nữa, phải không? Cho nên cái thương đó có điều kiện, cho đó cho nên phải xả bỏ. Vì sao như vậy? Vì Bồ Tát đoạn trừ khách trần phiền não, tức là cái đến cái đi ở trong tâm nó sẽ tạo ra khách trần, đó là có đến có đi đó, nó sẽ tạo ra phiền não trong tâm. Và bi mà cho ái kiến, tức là có tâm mệt mỏi, nó có điều kiện đó, cho nên trong tâm nó sẽ mệt mỏi, chán chường sinh tử. Xả ly được điều đó mới không có sự mệt mỏi chán chường, để dù tái sinh ở đâu cũng không còn bị ái kiến che lấp, không quan tâm nữa, không quan tâm là đi hay ở nữa. Cứ có người bệnh thì chúng ta cứu giúp, không có người bệnh chúng ta thản nhiên tự tại. Cái vị bác sĩ này không còn bận tâm nữa, họ là ai nữa. Cứ có người bệnh tới thì mình chữa, không có thì thôi. Ai khỏe thì mình hoan hỷ, ai bệnh thì mình chữa, cứ họ thản nhiên như vậy. Thì cái đây gọi là gì? Là xả ly được cái tâm khách trần phiền não, cái tâm chấp thủ do đại bi ai kiến. Tái sinh ở đâu đều không bị trói buộc, để có thể giảng pháp và cởi trói cho hết thảy chúng sinh. Như Đức Phật đã nói, không thể có việc tự mình bị trói mà có thể cởi trói cho người. Chỉ khi tự mình không bị trói, khi ấy mới có thể cởi trói cho người. Tức là tự mình có khả năng vượt thoát phiền não thì lúc bây giờ mình mới có thể cứu giúp được người khác. Còn tự mình mang đầy giải phiền não thì làm sao mình cứu giúp được người khác. Mình phải có năng lực tự cứu lấy mình. Cũng giống như mình biết chữ mình mới dạy lại cho người ta, còn mình không biết chữ làm sao mình dạy. Mình không biết bơi làm sao mình nhảy xuống cứu người chết đuối. Cho nên tự mình phải biết cứu lấy mình. Đây là những cái điểm mà chúng ta cần phải nhớ nghe. Chúng ta nhiếp tâm lại cho thật là thanh tịnh trang nghiêm, chúng ta mới lãnh hội được hết cái ý kinh này. Ý kinh này rất là khó hiểu. Cho nên Bồ Tát chớ tự trói buộc mình. Thế nào là trói buộc? Thế nào là cởi mở? Tham đắm vị ngọt của thiền là trói buộc của Bồ Tát. Tham đắm vị ngọt của thiền là trói buộc của Bồ Tát. Bởi vì thiền nó cũng là một cảnh giới do sự tập trung, do sự tĩnh tọa, sự an lành đem lại. Và nó có cái niềm vui, có thú vui ở trong đó. Và nếu như tham đắm cái vị ngọt đó thì vị đó cứ ở luôn trong thú vui đó, không muốn làm gì nữa hết. Bằng phương tiện mà tái sinh, đó là Bồ Tát cởi trói. Bằng phương tiện tái sinh, đó là Bồ Tát cởi trói. Câu này chúng ta hiểu làm sao? Ví dụ như một vị Bồ Tát có trí tuệ tự tại thì Ngài cho dầu có thọ sanh ở trong tất cả muôn loài, Ngài tự tại trong đó, Ngài biết con đường nào là đường thọ sanh và thọ sanh trong cảnh giới đó để làm gì. Cho nên Bồ Tát tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni
ở trong loài khỉ thì làm khỉ chúa, ở trong loài voi thì làm voi chúa, và ở trong loài nào thì Bồ Tát cũng đem đến lợi lạc vô biên cho chúng sanh ở trong quốc độ đó. Đó gọi là phương tiện mà tái sanh. Chúng ta thì chưa, chúng ta thì bị nghiệp lực dẫn dắt mà thọ sanh, chứ không phải là tái sanh. Tái sanh là một sự trở lại có trí tuệ. Còn ở đây nghiệp lực nó dẫn mình đi và mình bị thọ lấy cái cảnh sanh tử trong đó. Cho nên bằng phương tiện mà tái sanh, đó gọi là cởi trói. Lại không có phương tiện huệ là trói buộc, có phương tiện huệ là cởi trói. Không có huệ phương tiện là trói buộc, có huệ phương tiện là cởi trói. Có hiểu gì không? Không hiểu gì hết. Chúng ta chỉ lưu hay cái chữ là gì? Là phương tiện huệ và huệ phương tiện, đúng không? Cái đó là chúng ta chưa hiểu, cho nên chúng ta không hiểu chỗ này thôi. Phương tiện huệ và huệ phương tiện. Huệ tức là trí huệ hay là diệu huệ, mà gọi là phương tiện huệ tức là loại trí tuệ do phương tiện mà đạt được. Ví dụ như các vị có trí tuệ Phật pháp, muốn có trí tuệ Phật pháp thì các vị phải đến trường để học Phật pháp. Cho nên cái trường học giáo dục và dạy dỗ của Phật pháp nó là một phương tiện, và nhờ cái phương tiện đó mà các vị đạt được trí tuệ Phật pháp, được chưa thầy? Cho nên nói rằng phương tiện huệ là trí tuệ hay là diệu huệ do phương tiện đem lại, được chưa? Còn ngược lại, huệ phương tiện là sao? Huệ phương tiện là cái loại phương tiện mà từ trong trí tuệ nảy sinh ra, hay là cái loại trí tuệ đó nó tạo ra, hiểu không? À, ví dụ như bây giờ chúng ta muốn xây một cái trường đại học thì chúng ta làm sao? Ví dụ xây một trường đại học chúng ta làm sao? Bây giờ muốn xây trường đại học không? Ai còn muốn? Là sao xây? À, tiền đâu có? Ước gì? Ước gì? Ước gì trúng số? À, trúng số nó đúng trúng luôn á. Cho nên cái này á là chúng ta bằng cái trí tuệ của mình tạo ra phương tiện. Ví dụ chúng ta bây giờ không có tiền, không có gì hết, nhưng mà chúng ta coi xem thứ là bằng cách nào để nó hình thành một trường đại học. Bây giờ trong bối cảnh chúng ta không có gì hết, thậm chí cái việc học chúng ta đây còn nợ tiền, nhưng chúng ta có quyền ước mơ và hy vọng chứ, đâu có ai cấm mình. Nhưng mà ước mơ và hy vọng nó có cơ sở chứ không phải là ảo tưởng. Thì đầu tiên chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta nỗ lực vay mượn làm sao để chúng ta trả tiền lại được. Chúng ta lấy cái thay đổi gì rồi chúng ta xin giấy phép xây dựng, chúng ta tạo ra những cái chỗ mà để cho chư tăng có thể cư trú. Mình làm sao mà mình quy tụ được chư tăng khoảng 50 vị thôi, như vậy nó có được một lớp sinh viên đầu tiên. Chị nói làm được không? Đâu khó đâu, không khó đâu. Cái chuyện đó là bây giờ chùa mình đây, mình xin giấy phép mình làm lên thôi, mình làm lên khoảng 50 cái phòng ở thôi. Là chư tăng ở Mỹ họ không có điều kiện để đi học, hoặc là cái chỗ ở đó khó khăn, sau khi họ có giấy tờ rồi mình mời họ về, mình tạo dựng cái đời sống cho họ. Quan trọng ở trong đó mình biết tổ chức làm sao cho họ sống, họ phát triển, họ an lành, chắc chắn họ sẽ kêu tới. Như vậy thì mình quy tụ được và có được cái đối tượng sinh viên đầu tiên, thì trong đó mình có thể mình liên kết với các trường đại học, nhờ nó cấp bằng giùm cho mình trả thuế cho nó, và mình có thể đào tạo ở tại chỗ đây với cái giáo trình mà đúng tiêu chuẩn của Mỹ, và bằng cấp thì mình liên kết nó sẽ cấp bằng, mình không đủ sức thì nó cấp bằng. Như vậy thì có thể ra được trường chưa? Chưa ra. Một thời gian sau mình từng bước mình hoàn thành cái điều kiện, và khi có nền tảng như vậy rồi thì bắt đầu cái sự đầu tư của các nơi họ sẽ quan tâm vào. Và nếu như mà cái chiều hướng của mình làm mà có khả thi thì thậm chí người ta sẽ bỏ tiền vô, người ta đầu tư để người ta thu lại lợi ích.
Tại vì đầu tư giáo dục mà. À, nhưng có thơ mớ, mớ bên cạnh đây, mớ những cái khoa khác. Như vậy thưa vị, bây giờ nói ra nó mông lung, nó mơ hồ, nó không phải là cái nội dung học hôm nay. Nhưng mà thầy muốn chứng minh một điều rằng là gì? Là cái, tất cả những cái phương tiện muốn có được, vừa trường trại, phòng ốc, vừa này kia, là bằng trí tuệ của chúng ta nghĩ ra nó. Đó là gì? Đó là phương tiện huệ. Chứ nói là gì? Huệ phương tiện. Chứ nói là phương tiện huệ. Phương tiện huệ là gì? Là cái loại phương tiện ra đời từ trí tuệ. Từ trí tuệ mà tạo ra được phương tiện đó. Nếu như chúng ta không đủ trí tuệ, chúng ta không tạo được nó. Được chưa? Đây nè. Huệ phương tiện tức là những phương tiện do trí tuệ tạo ra. Còn phương tiện huệ là trí tuệ do phương tiện đem lại. Thì thầy đang nói như vậy đó. Cho nên cái trường mình tạo ra nó bây giờ nó không có. Bây giờ nó không có, cho nên mình phải ngồi mình nghĩ ra. Tức là mình phải dùng cái trí tuệ của mình chứ, để mình tạo ra nó chứ. Thì đúng rồi, thì đó là họ phương tiện đó. Vâng. À, thì thầy nói nhầm, nhưng mà các vị hiểu đúng lại là gì? Là tất cả những cái phương tiện mà bằng trí tuệ của chúng ta tư duy tương tác nó tạo ra được, thì đó gọi là gì? Là hở phương tiện. Còn ngược lại là nếu bây giờ chúng ta muốn có được trí tuệ thì chúng ta phải vào cái phương tiện giáo dục. Nếu người ta bằng phương tiện đó, người ta khơi mở cái trí tuệ của mình ra, thì đó là gì? Đó là phương tiện huệ. Đó, chúng ta phân biệt hai chữ đó như vậy đó. Nó thực ra mà nói thì thực ra bên trong nó vẫn có sự tương tác với nhau. Cái có trí tuệ thì người ta tạo ra phương tiện, mà có phương tiện thì nó làm tăng trưởng trí tuệ, đúng không? À, cho nên chỉ có nói chữ quần quần chỗ đấy mà chúng ta đọc chỗ này hơi khó hiểu. Nhưng bây giờ chúng ta phân biệt được rồi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là không có hở phương tiện, tức là không có gì? Không có diệu huệ do phương tiện đem lại. Đó là trói buộc. Còn có huệ phương tiện là gì? Chứ là có phương tiện huệ là gì? Là cởi trói. Không có huệ phương tiện là trói buộc. Có huệ phương tiện là cởi trói. Được chưa? Rồi. Không có phương tiện huệ, hay còn gọi là không có trí tuệ do phương tiện đem lại, đó là gì? Là trói buộc. Nghĩa là thế nào? Đó là với tâm ái kiến mà Bồ Tát trang nghiêm Phật độ, thành tựu chúng sanh, tự điều phục mình trong pháp không, vô tướng và vô tác. Như vậy gọi là không có phương tiện huệ là trói buộc. Cho một ví dụ. Ví dụ như bây giờ Mình thấy mọi người đau khổ quá. Đó là đối với tâm ai kiến đó. Với tâm ai kiến tức là mình thấy mọi người đau khổ, mọi người lầm than, cho nên mình phát tâm muốn gì? Muốn trang nghiêm cõi Phật, thanh tựu chúng sanh. Và ở trong đó mình sẽ tự điều phục mình ở trong cái pháp không, tức là cái quán chiếu vừa không, vô tướng tức là không chấp trước cái gì, và vô tác tức là không có khởi cái gì, không có khởi cái dụng để hành động gì cả. Như vậy gọi là không có huệ, là không có phương tiện huệ là trói buộc. Có nghĩa rằng chúng ta ngồi, chúng ta thấy cái nỗi đau khổ của chúng sanh khác, chúng ta muốn cứu giúp họ, chúng ta cũng muốn thành tựu, cả gì chúng ta cũng muốn hết, nhưng mà chúng ta không biết làm từ đầu, không có phương pháp, không biết làm từ đầu, cho nên rốt cuộc muốn chỉ là muốn thôi, và mơ ước chỉ là ước mơ, cứ quanh quẩn ở trong cái ảo tưởng đó. Như vậy thì tự mình trói buộc mình. Thành đây là cái bệnh chứ không phải đơn giản đâu. Cái bệnh á, cái bệnh mà bây giờ thầy gặp rất nhiều chư tăng Phật tử, ai cũng nói hay hết. Lạ. Tức là thầy thấy ai cũng nói hay. Ai cũng nói nha, chùa chiền mình phải có sự kết hợp, mình có sự đoàn kết, Phật tử mình phải có cái sự hài hòa với nhau, chùa này chùa kia, trời ơi ai cũng nói hay hết. Mà đó là gì? Đó là mơ ước thôi. Đó là cái mơ ước mà họ không có một cái hành động gì cả. Cái hành động là phương tiện đó.
Cái phương tiện là bằng cách nào để cho cái điều mơ ước đó nó biến thành hiện thực? Không có. Và nếu như có hành động thì hành động ngược lại với cái mơ ước của họ. Phật tử cũng vậy thôi. Họ mới mua chùa này, hơn 100 người vừa chỉ thầy làm chùa. Hơn 100 người, thầy tính hơn 100 người. Và thầy nói chuyện tới 7 ngày và thầy thấy thầy sắp điên luôn. Tại vì Phật tử nói, thầy bây giờ phải làm cái gì? Phải làm như thế này. Đây là cái hay thôi. Nói thao thao, nói xong đi hết quãng mình thầy. Ai cũng hay hết, ai cũng có cái phương pháp hay, ai cũng chỉ cái này cái hay. Nhưng mà chúng ta thấy không? Tức là nói hay, nói là một loại mơ ước đó. Mơ ước hay lắm, nhưng mà không bắt tay vô làm. Hồi đó có ông chú, ông nói thầy, đây này con vẽ thầy này, cái lập lên này, thầy làm thế này. Thầy nói, công nhận chú hay, cái ý chú nghĩ hay đó. Thôi chú làm giùm thầy. Biên mất. Nói chúng ta thấy không? Tức là lại biên mất liền. Mình nói thao thao hay lắm. Bây giờ mình nói ai cũng biết rằng có học Phật Pháp là điều tốt, hiểu Phật Pháp là điều hay. Nhưng mà tại sao không mang đầu đi học, cứ mang đầu ở nhà? Rõ ràng là cứ ngồi ở nhà luôn thôi. Ngồi há mó tivi nhìn, rồi nói tới chuyện Phật Pháp thì mình ngồi há mó. Lúc giờ cái đầu mình đỡ cổ trang trí thôi, có phải vậy không? Rõ ràng lúc đó là mình không biết chữ nào thì cái đầu lúc bây giờ đỡ trang trí với làm gì đâu. Đỡ trang trí cho nó đẹp chứ lý người không có đầu xấu quá. Thành đỡ trang trí cho đẹp cho cái đầu lúc đó không có tác dụng gì hết. Tại vì có cái đầu mà không biết một chữ nào thì rõ ràng cái đầu lúc bây giờ đỡ trang trí thôi. Hả? À, đúng rồi, đầu không có ốc. Đỡ trang trí. Như vậy thì thưa quý vị, ở đây á, tức là chúng ta không có huệ phương tiện. Không có huệ phương tiện là trói buộc. Còn ngược lại thì sao? Có huệ phương tiện là, xin lỗi, có phương tiện huệ là cởi trói. Tức là có cái trí tuệ từ phương tiện đem lại. Như vậy ý nói rằng là chúng ta phải tới gì? Tới trường học Phật học để chúng ta tìm, trường học là nó là một phương tiện, và để chúng ta tìm kiếm cái trí tuệ đem đó. Thì cái phương tiện đó, bây giờ chúng ta ngồi cái phòng cao, phòng thấp, hay là rộng, hay hẹp, hay là nóng chút, hay là mát mẻ, nó chỉ là phương tiện thôi. Và chúng ta ngồi trong đó, chúng ta lãnh hội được Phật Pháp, thì rõ ràng chúng ta nương vào cái phương tiện đó để chúng ta có được trí tuệ. Và có được trí tuệ thì bắt đầu chúng ta có sự giải thoát. Do đó cho nên nói rằng đó là không đem tâm ái kiến mà trang nghiêm cõi Phật. Không có vì một cái điều kiện nào hết, không vì ai hết, mà vì tự giải thoát cho nội tâm của mình. Rồi thành tựu chúng sanh, tức là đem cái hiểu biết đó mà dạy lại cho người khác, đó gọi là thành tựu chúng sanh. Tự điều phục mình ở trong pháp không vô tướng vô tác. Tại vì mình đã có cái gì? Có cái diệu huệ rồi, có trí tuệ rồi, thì chúng ta sẽ tự biết cách làm sao để điều phục mình đi vào trong cảnh giới của không vô tướng và vô tác. Còn chúng ta không có trí tuệ, chắc chắn chúng ta có muốn điều phục cũng không điều phục được. Chúng ta đâu biết cách nào để làm. Do đó gọi là phương tiện huệ là cởi trói. Yeah. Tự điều phục mình trong pháp không thì... vô tướng. Nếu mà tự điều mình trong pháp không thì sao lại có vô tướng vô tác? Vâng. Ha. Tại sao? Bởi vì không vô tướng vô tác á, nó là ba cái điều kiện cần đó. Tại sao? Bởi vì nếu như mà điều phục mình ở trong cái pháp không thì nó phải có một cái không để điều phục một cái gì đó. Điều phục cái có. Được chưa? Bây giờ mình nói này, thế giới này là có, mà mình dùng cái gì để mình quán chiếu nó không? Cái quán chiếu cái không đó nhá. Cái quán chiếu không đó là nó có rồi. Đúng không? Bây giờ mình lấy cái gì để mình nhìn nó là không chứ, không lấy cái gì mình đứng chỗ nào mà nhìn. Cho nên lúc đó là nó đã có một cái, mà cái đó là có cái không. Hiểu không? Cái đó mình, nó gọi là cảnh giới của không, là chấp không đó. Nhưng cho nên thấu triệt được một bước sâu hơn nữa là vô tướng, tức là lúc gì mình rời khỏi cái không đó luôn. Tới còn là tướng không đó, phải rời khỏi nó một lớp nữa. Nhưng mà rời khỏi nó rồi mà vẫn còn có người làm và cái bị làm, nhưng không thấy rằng dạng pháp nó sinh sinh diệt diệt như huyễn như vậy,
thì lúc bây giờ nó đi vô chỗ là vô tác. Thì lúc bây giờ chúng ta mới đạt được cái chỗ giải thoát tuyệt đối. Chỗ này chúng ta hiểu theo cái nghĩa là không vô tướng vô tác. Có chỗ chữ dùng chữ vô tác là vô nguyện. Ồ, không phải đơn giản này đâu. Cái đó không phải đơn giản. Cái đây là một cái cảnh giới trí tuệ, một kiến thức mà đưa ra để cho chúng ta định hướng. Chứ thực ra hiện bây giờ chúng ta chưa có ai nhận ra được chỗ này. Tại vì khi nhận ra được như vậy rồi thì chúng ta, bây giờ chúng ta nói là chúng ta cố gắng chúng ta vẽ ra một cái gì đó, thì không khéo đó là một loại chấp trước nữa. Cho nên bây giờ thầy nói chẳng hạn như là bây giờ các vị có thích cái dừa chuông này không? Hay là các vị có ghét không? Có ghét nó không? Thấy dừa chuông này xấu xí và ghét phải không? Đó, thầy nói ví dụ. Ví dụ như giờ mình thấy cái dừa chuông này mình ghét, hay là thấy cái người đó mình ghét. Được chưa? Mình ghét là cái người đó là cái đối tượng, là cái mình bị mình ghét, và mình là một cái ghét nó sinh ra, cho nên mình ghét. Như vậy thì bản thân của mình có thích cái ghét của mình hay không? Không có, sao mình khó lên? Đó, thấy chưa? Đó, rõ ràng. Cho nên mình nói mình ghét, nhưng mà rõ ràng là mình rất thích cái ghét đó. Còn dĩ nhiên là mình không ưa cái người kia mình bị mình ghét rồi, chỉ nói là bỏ qua đi. Nhưng mà trong tâm mình vẫn thích cái tâm ghét của mình đó. Mình thích cái tâm ghét đó, cho nên cái tâm ghét mình nó cứ khởi lên hoài. Và như vậy thì đã khởi lên một cái tâm đó thì chẳng khác nào chúng ta đóng cửa mình ở trong một cái gì? Một loại kiến chấp. Một loại sở tri chướng, một loại kiến chấp. Một loại kiến chấp này á, là thế nào chúng ta cũng bị đọa đầy trong đó, là sẽ bị nó dẫn dắt trong đó. Chúng ta tự mình đóng cửa một cái, xây một cái tường vách và nhốt mình trong đó, nhốt trong những quan điểm đó. Và cái gì trái với quan điểm của mình là chúng ta phản ứng, và chúng ta khó mà giải thoát được tuyệt đối. Trở lại vấn đề, không có tuệ phương tiện là trói buộc. Tức là gì? Không có cái phương tiện do trí tuệ đem lại là trói buộc. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là Bồ Tát trụ tham dục sân nhớ tà kiến các thứ phiền não mà vung trồng gốc rễ công đức. Chỗ này có không? Đây, cái cảnh giới này giới hiếu thôi. Tức là gì? Tức là chúng ta muốn tu hành. Ví dụ chúng ta muốn về chùa tu tập. Nhưng mà khi vừa chùa tu tập, chúng ta muốn làm được nhiều cái công đức hơn, nhiều công quả hơn. Và chúng ta nỗ lực hết sức, chúng ta làm nhiều công quả hơn. Như vậy thì ở trong cảnh giới đó, cái sự nỗ lực, cái sự tham đắm đó, nó thuộc một loại tham đắm làm công quả. Thấy không? Tham đắm. Cho nên làm công quả cũng tham đắm. Xây chùa cũng xây to lên, lộng lẫy lên bằng tất cả mọi thủ đoạn. Làm sao chùa mình to hơn chùa người khác, và chùa mình đẹp hơn chùa người ta. Và đi đâu mình cũng nói rằng là chùa mình đẹp hơn, ông Phật mình đẹp hơn, và không ai bằng mình. Rồi mình còn nói rằng là lịch sử sẽ ghi nhận mình. Mình sẽ bày ra đủ thứ như vậy đó. Và lịch sử trước đã chưa có, bây giờ sau này cũng chưa có, không ai bằng mình. Mình là ngôi sao giữa trời. Tự mình đẹp ra như vậy. Đó là gì? Đó là do tham dục, do sân nhuế, do tà kiến, các thứ phiền não mà vung trồng cái gốc rễ các công đức. Cứ gớm như vậy đó. Thì cái đó là gì? Là người ta không có biết gì, không có biết phương tiện huệ. Cho nên phải xem rằng cái việc mà học tập, có kiến thức, làm việc này việc kia, xây chùa mọi thứ, nó chỉ là cái phương tiện thôi. Nó không quan trọng. Quan trọng là ngay chỗ đó chúng ta giải thoát được hay không. Bữa hôm qua thầy có nói chuyện với Phật tử trong đạo tràng chúng ta nghe đó, là hồi nhỏ thầy học kinh đó, thầy nói công nhận Đức Phật quá thông minh. Và lúc bây giờ mình thấy mình khâm phục Đức Phật. Tại sao? Sao kinh điển nhiều quá, mình đọc nhiều quá, mà sao Phật thuộc nhiều như vậy? Phải không? Và mình tự đặt đỡ Đức Phật là người quá thông minh, cho nên tùy trường hợp và nói một bài, và cái bài đó nó như vậy. Rồi tới khi mà lớn lên thì mình thấy rằng là nó không phải như vậy. Khi mình hiểu ra thì mình thấy nó không phải như vậy. Là tùy vào hoàn cảnh, tùy vào điều kiện, tùy vào trường hợp cụ thể mà Đức Phật nói làm sao cho chúng sanh đó giải thoát phiền não, giải thoát trói buộc. Và cái bài đó được ghi lại, được tuyên truyền lại, được cớ lại
Như vậy thì bây giờ mình đâu có đọc khuôn được theo cái đó, đúng không? Còn nếu như trường hợp của chúng ta mà giống y chang cái đó thì chúng ta sẽ đọc khuôn. Nhưng mà bây giờ không giống, thời đó không giống, thời bây giờ không giống. Cho nên chúng ta nên nhận ra nó một cái gì, một cái kinh nghiệm sống, để chúng ta vượt thoát cái phiền não cho chính mình. Thì đó chính là kinh điển. Chứ không khéo chúng ta sẽ suy nghĩ tà kiến, chúng ta nghĩ Đức Phật thuộc kinh rồi mà mình cứ ngồi tụng di trái bài cho Phật, Phật đâu cần nữa. Chúng ta tà kiến như vậy. Thành ra đây, mình làm việc Phật sự mà nếu như trụ ở trong tham dục, sân nhớ, tà kiến, các thứ phiền não, thì chúng ta vung trồng cái công đức đó. Công đức đó là một lỗi trói buộc. Còn ngược lại, có tuệ phương tiện là cởi trói. Là gì? Nghĩa là Bồ Tát đã xa lìa tham dục, sân nhớ, tà kiến, các thứ phiền não. Mình xa lìa, và trong cảnh giới đó mình vung trồng tất cả công đức. Cho nên làm Phật sự mà ở trong tâm mà chứa đựng phiền não, chứa đựng tham dục, chứa đựng sân nhớ tà kiến, thì cái đó không phải là cảnh giới giải thoát. Còn ngược lại, bây giờ mình xa rời rồi, mình làm tất cả mọi công đức, thì với cảnh giới hồi hướng đến cảnh giới Anau Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đó gọi là tuệ phương tiện có cởi trôi, tức là không còn chấp trước nữa, thì làm tất cả mọi thứ đều không có sự dính mắc. Nếu được chưa? Rồi, Văn Thù Sư Lợi: Bồ Tát bệnh nên quán các pháp như vậy. Rồi lại quán thêm nữa là quán thân này vô thường, khổ không phi ngã. Vô thường tức là thân này nó biến hoại già suy, ai cũng biết. Khổ là chúng ta đều biết, cảm thọ được cái khổ của nó. Không tức là chúng ta thấy tứ đại không có chú, không có tác giả, do cái nhân duyên đặc biệt mà nó hợp thành một cái thân này, rồi chúng ta giác cái xác mình đi ra đi vô, đó gọi là nó không, nhưng mà chân tướng của nó là không, nhưng mà cái duyên nó như vậy đó. Rồi phi ngã, ngã ngược lại, ngã là gì? Ngã là tồn tại bất biến, là thường hành không thay đổi, còn tất cả mọi thứ đều vô thường, cho nên không thôi gọi là ngã. Thành ra dùng cái chữ là phi ngã, là không có cái ta bên trong đó. Đó gọi là tuệ. Quán chiếu và thấy được như vậy là người thấy được trí tuệ. Mà dù thân đang bệnh, ông vẫn ở lại cõi sanh tử vì lợi ích chúng sanh, không thấy mệt mỏi. Đó gọi là phương tiện. Cho nên một vị Bồ Tát họ hiện diện ở trong cuộc đời này, họ thấy cái sự hiện diện của họ luôn luôn đem lại lợi ích cho người khác. Họ luôn luôn thấy như vậy, chứ họ không thấy rằng là nó chán nản cái này cái kia rồi. Tại vì sao? Bởi vì khi quán chiếu mà các pháp yểm ly vô thường á, thì chúng ta thấy cuộc đời này là không, là vô thường, là phi ngã, cho nên nó cần thiết chúng ta bỏ thời gian này một cách không thương tiếc. Cái đó nó cũng vẫn rơi vào một trạng thái cực đoan. Thành ra ở đây á, là người này họ thấy thời gian này nó vẫn có sự hiện hữu ở trong một cái nguyên lý duyên sinh. Và cũng như là một người bệnh mà sau khi mà đang học cái pháp chữa bệnh cho mình, và họ thấy rằng họ cũng cần phải ở lại để họ giúp cho bao nhiêu người bệnh nữa. Cái tâm của họ nghĩ như vậy. Cho nên dù mang thân bệnh nhưng mà vẫn còn ở lại sinh tử vì lợi ích của chúng sinh, không thấy mệt mỏi. Đó gọi là phương tiện. Rồi lại quán thân, thân không lìa bệnh, bệnh không lìa thân. Tại có thân là có bệnh, mà đó là bệnh nó không lìa thân này. Tứ đại nó luôn luôn ở trong thân này, và nó luôn luôn có tính chống trái và bất hòa với nhau. Thành ra cơ thể chúng ta bệnh là chuyện bình thường. Cái bệnh ấy là bệnh ấy cũng là thân, không phải mới, không phải cũ. Cho nên cái bệnh này tức là vô lượng kiếp chúng ta cũng đã từng bệnh rồi. Cái bệnh nó không có gì là mới hết, mà nó cũng chẳng phải là cũ. Bởi vì sao? Bởi vì nó đang bệnh đây, hôm qua thì không thấy, nên nó tới đây, cho nên cũng không thể nói nó là cũ, nhưng mà cũng chẳng thể nói là mới. Bởi vì vô lượng kiếp chúng ta cũng có bệnh, cho nên để thấy rằng cái bệnh là cái bình thường, chứ không có việc gì mà chúng ta phải phiền não. Đó gọi là người có trí tuệ. Giả sử mang thân bệnh mà không cần dứt trừ nó vĩnh viễn, đó gọi là phương tiện. Cho nên Bồ Tát
cư sĩ gì mà cật, ông ta mang thân bệnh, ông ta đâu cần, ông ta sẵn sàng xá ly cái sự sống này bất cứ lúc nào. Nhưng mà ông ta đâu cần phải làm điều đó. Ông ta lấy đó làm một cái phương tiện để giáo hóa cho những người khác, để cánh tính những người khác. Người ta xem đó là một loại phương tiện. Văn thù sư lợi, Bồ Tát bệnh nên chớ ngự tâm của mình như vậy. Đó là câu mà Đức Phật kết luận ở đây. Đầu tiên là cái cách chớ ngự của Thinh Văn. Chúng ta đang học cái cách thứ hai là cách chớ ngự của gì? Của Bồ Tát, hay gọi là vượt thoát nhị thừa. Vượt thoát nhị thừa. Và không trụ trong đó, không trụ nơi tâm, không được chớ ngự. Vì sao? Vì trụ ở tâm không được chớ ngự là pháp của người ngu. Người ngu là người sao? Tự nhiên cười gì? Đang nói chuyện kinh điển nghe, thầy không có chửi mấy ngày hết. Người ngu là người gì? Người học mà không biết gọi là người ngu. Học hoài mà không biết gọi là ngu. Còn dốt là gì? Là người không có đi học. Dốt là không được đi học. Chưa chắc họ ngu. Nhưng mà đi học hoài mà không biết là người đã ngu chết rồi. Phải không? Nhưng mà Phật thì nói rõ hơn. Phật nói cái tướng của ngu nó hiện ra như thế nào. Cái tướng của ngu nó hiện ra ba lĩnh vực. Tức là cái điều không nên nghĩ mà lại cứ nghĩ. Điều không nên nói mà lại cứ nói. Cái điều mà không nên làm mà lại cứ làm. Đó là biểu hiện cái tướng ngu. Đã, thấy không? Chứ không phải cái tướng ngu là cái mặt nó đằng đằng gọi là ngu, không phải ngu đâu. Nhiều thằng nó đằng đằng mà nó dắt cái xe nó chạy á. Nên là chúng ta đừng thấy nó đằng đằng như thế mà chúng ta nghĩ nó ngu. Chưa chết đâu. Nhưng mà nó làm những điều không thích hợp. Nó nghĩ những điều không thích hợp và nó nói những điều không thích hợp. Đó gọi là người ngu. Và cái thường cái người ngu này á, là họ không bao giờ họ muốn chớ ngự tâm của họ. Không bao giờ họ muốn. Chớ ngự tâm nó mệt. Ví dụ như ngồi im, hít thở 20 phút, đứng dậy. Ồ, mệt quá. Thấy vậy không? Thấy không chú Nguyên còn trên thiền viện đó có lẽ rằng chú cứ ngồi im 1 giờ đồng hồ. Ít nhất 1 giờ phải không? 1 giờ. Mà lúc chú mới vô chùa chú ngồi, chú vô thiền viện chú ngồi nó mệt phải không? Chú ngồi nó mệt. Mà chú ngồi làm gì mệt? Chú ngồi hít thở nó mệt. Nhớ thầy hối rằng là chú lúc chú không ngồi chú có hít thở không? Thì cũng hít thở vậy thôi. Nhưng mà tại sao đứng lên đi rong hít thở nó lại không mệt, mà ngồi im hít thở nó lại mệt? Rồi mình đứng lên đi rong nghĩ rằng là mình không có vọng tưởng sao? Vọng tưởng nó còn nhiều hơn khi mình ngồi xuống. Nhưng mà khi mình ngồi xuống mà nói sao vọng tưởng sinh ra nhiều vậy? Thấy không? Rõ ràng như vậy đó. Cho nên cái tâm đó gọi là cái tâm chưa được điều phục. Còn cái người mà họ điều phục tâm, nhiều khi họ ngồi bất động. Họ ngồi tới mức họ không biết cái gì xảy ra xung quanh nữa. Cái tâm họ điều phục, họ có cảnh giới an trú bên trong đó. Và cái tâm mà không được điều phục, hay là cái tâm không được tu, không được dạy dỗ nó, nó như con ngựa mà người chứng chạy ở đồng nội vậy đó, như con khí truyền cơ vậy đó, thì cái tâm đó gọi là phàm phu. Còn ngược lại, cái đó là cái pháp của người ngu đó nghe, là cái tâm mà không được điều phục đó là cái pháp của người ngu đó. Sau này mà khi mà thấy mình không muốn điều phục cái tâm mình là mình biết mình đang ở trong pháp người ngu. Ha? Là nếu như vậy thì mình nên viết cái chữ ngu thiệt to dán trán đi ra đi vô. Là biết rằng là mình đang sống với cái pháp của người ngu. Còn ai mà chịu khó tu hành đó là đi vào cái pháp gì? Đó là cái pháp của Thinh Văn. Cái pháp tức là tâm đã được chớ ngự. Cái tâm đưa vào trong giới, trong định, trong tuệ để chớ ngự. Đó là cái pháp của Thinh Văn. Nhưng mà Bồ Tát thì sao? Bồ Tát không trụ ở trong cái pháp chớ ngự hay là không chớ ngự, vượt ra khỏi hai trạng thái chớ ngự hay không chớ ngự, mà Bồ Tát tùy vào cái phương tiện để độ sanh và cái phương tiện để mà dẫn dắt chúng sanh ra khỏi lầm than khổ não. Thì đây gọi là cảnh giới của Bồ Tát xa lìa hai cảnh giới đó. Đó là cái gì? Đó là pháp hành của Bồ Tát. Đây gọi là pháp hành thứ nhất. Và cứ như thế, nó có hết thảy 32 pháp hành của Bồ Tát.
32 pháp thành của Bồ Tát chúng ta sẽ học vào giờ sau. Chúng ta dừng ở đây. Sao nghĩ được chưa? Nghĩ sớm chứ không muốn hả? Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tóm tắt lại cái nội dung chúng ta học ngày hôm nay là gì? Đó là chúng ta có bệnh thì quán chiếu cái thân mình, bệnh nó không có tự hữu, không tự có. Và khi quán chiếu như vậy, nhưng mà không phải vì cái mình thành tựu được, mình cứu chữa được bệnh của mình, nhưng mà thấy người ta khổ, mình khởi tâm đại bi. Cái đại bi này có điều kiện, đừng quan tâm ở chuyện đó, mà cứu giúp, phát tâm cứu giúp chỉ là một sự cứu giúp. Tại vì mình biết rõ mình bệnh thì mình cứ phát nguyện cứu giúp, ai bệnh mình ta cứu giúp, vậy thôi. Từ đó cho nên tâm chúng ta không bị giới hạn ở trong tất cả mọi điều kiện nào. Thành ra Bồ Tát không còn thấy cảnh giới mình tái sanh nữa. Và chỗ nào cần, phương tiện nào cần thì Bồ Tát hiện hữu, nhưng không bận tâm rằng là đến hay đi. Và do vậy mà tâm Bồ Tát không bị trói buộc. Và từ đó mà Bồ Tát thành tựu hai cảnh giới là phương tiện và diệu huệ. Và vì sao? Bởi vì Bồ Tát có rất nhiều cái trí tuệ, cho nên Ngài sẵn sàng tạo ra rất nhiều cái phương tiện để dẫn dắt chúng sinh. Và ngược lại thì cái phương tiện nào mà Bồ Tát tạo ra cũng đều đem đến cho chúng sinh sự hiểu biết, trí tuệ. Cho nên đó gọi là phương tiện và gì? Và trí tuệ. Hai cái đó nó quân bình với nhau, và trong đó không tạo ra cái sự xung đột của nội tâm rằng là có đến có đi, hay là có yêu có ghét, có còn có mất nữa. Do đó cho nên Bồ Tát giải thoát một cách tuyệt đối. Đó chính là cái pháp mà Bồ Tát điều hành, điều phục. Mà trong khi đang điều phục như vậy và chưa điều phục được thì gọi là cái pháp của người ngu, mà điều phục được rồi thì pháp của thanh văn. Khi mà vượt ra hai trạng thái điều phục hay là chưa điều phục, và vượt ra tất cả mọi phương tiện và trí tuệ, đó là cảnh giới của Bồ Tát. Cho nên gọi là siêu việt nhị thừa. Nếu mà chưa, rồi chúng ta đọc đi đọc lại kỹ chỗ này. Chúng ta dừng lại ở đây. Như Đạo Phật. Thưa quý vị, thầy nghỉ sớm chút xíu để thầy căn dặn các vị chút xíu như thế này nè. Tu dưỡng linh ứng cho thầy Minh Hạnh, cúng dường cho cái tiệc gây quỹ của chúng ta, cái tiệc đấu giá để gây quỹ để chúng ta làm cái giáo trình. Chúng ta biết cái tính chất, thầy nhắc đi nhắc lại rồi nghe, tức là chúng ta không phải đến để ăn. Thầy nhắc đi nhắc lại là không phải đến để ăn nha. Đến để ăn thì các vị ra nhà hàng ăn ngon hơn ha. Thành ra cho nên chúng ta đến là gì? Là để chung vui và để hướng ứng một cái gì, hướng ứng một cái vấn đề gây quỹ tài chính để biên soạn giáo trình Phật học xong ngữ Anh Việt. Đó là cái mục đích.